Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đi kiểm tra công tác xử lý môi trường khu vực biển Hải Dương, thị xã Hương Trà. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp gia tăng chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp cho thị trường. Sức mua nội địa kém, xuất khẩu giảm mạnh không chỉ làm khó cho các doanh nghiệp chế biến thủy hải sản mà còn ảnh hưởng đến các chủ tàu đánh bắt xa bờ. Kính chào quý khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình Huế Ngày Mới sáng nay, Chủ nhật ngày 21 tháng 7. Thông tin chi tiết của chương trình sẽ đến ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, sáng qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đi kiểm tra công tác xử lý môi trường khu vực biển Hải Dương, thị xã Hương Trà. Đây được xem là điểm nóng về ô nhiễm rác thải diễn ra trong thời gian dài vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, rác thải tồn tại lâu nay ở khu vực biển Hải Dương là do sau mỗi đợt lũ, lượng rác từ các nơi trôi dạt về đây. Bên cạnh đó, tại khu vực này chưa có phương tiện xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày nên lượng rác ngày càng tăng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều đợt ra quân, tuy nhiên lượng rác do khách du lịch, hàng quán và người dân thải ra hàng ngày là rất lớn nên việc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn đang là bài toán khó cho chính quyền địa phương nơi đây. Sau khi đi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng chính quyền địa phương cần phải quan tâm và chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với việc xử lý ô nhiễm môi trường xảy ra kéo dài tại khu vực biển Hải Dương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị xử lý môi trường tăng cường phương tiện vận chuyển, trước mắt phải có ngay điểm thu gom rác tập trung. Bên cạnh đó có giải pháp thu gom rác thường xuyên trong dân, tăng cường tần suất vận chuyển rác ra khỏi địa bàn, triển khai xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý thức bảo vệ môi trường đối với người dân và khách du lịch. Thị xã Hương Trà cần có phương án quy hoạch phát triển du lịch biển Hải Dương một cách chuyên nghiệp, ra soát lại các công trình, hàng quán, xây dựng trái phép để có phương án xử lý. Sáng hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến kiểm tra đoạn nút giao quốc lộ 1A, phường Tử Hà, thị xã Hương Trà với thành phố Huế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng nút giao thông này cần phải được chỉnh trang lại để có cảnh quan đẹp hơn, tạo ấn tượng cho du khách khi bước vào cửa ngõ phía bắc của thành phố Huế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở ngành liên quan cũng như thị xã Hương Trà nghiên cứu sớm có phương án chỉnh trang. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương vừa có chuyến đi kiểm tra thực địa một số diện tích khu vực rừng trồng sau khi khai thác tỉa thưa để trồng bổ sung cây bản địa, nâng cấp chất lượng rừng thuộc dạng CBIC. Kiểm tra tại một số khu vực rừng trồng sau khi đã khai thác tỉa thưa để trồng bổ sung cây bản địa, nâng cấp chất lượng rừng dạng CBIC, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao sự nỗ lực của Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy trong công tác quản lý và bảo vệ rừng, nhất là việc áp dụng kỹ thuật tỉa thưa trong quá trình phát triển rừng trồng, nâng cấp chất lượng rừng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, song song với việc triển khai tỉa thưa rừng keo, Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy cần chọn lựa các giống cây bản địa chất lượng phù hợp với điều kiện địa hình để tiến hành trồng mới, góp phần thực hiện tốt việc làm giàu rừng và bảo tồn đa dạng sinh học rừng, tạo môi trường sinh thái cho các loài động vật rừng sinh sống. Được biết, thời gian qua, Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy đã tiến hành kỹ thuật lâm sinh bằng biện pháp khai thác tỉa thưa nhằm nâng cao chất lượng rừng trồng, hướng đến quản lý rừng bền vững, đồng thời tiến hành trồng bổ sung cây bản địa, nâng cấp chất lượng rừng cũng như điều chỉnh mật độ cây rừng phù hợp, tạo điều kiện cho cây bản địa phát triển bền vững. Qua điều tra lâm sinh sau tỉa thưa cho thấy, cây bản địa đã sinh trưởng và phát triển tốt về chiều cao, tán đồng đều. Các cây phù trợ để lại như keo đảm bảo mật độ phát triển của rừng, tạo môi trường sinh cảnh thuận lợi để một số cây tự nhiên và cây bản địa tái sinh phát triển. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch 171 về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh nhằm khắc phục những yếu kém tồn tại trong việc đáp ứng tốt yêu cầu quản lý và tiếp tục đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định và lành mạnh trong thời gian tới. Theo kế hoạch, tỉnh chỉ đạo ngành chức năng liên quan ra soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội. Khi phê duyệt quy hoạch các khu đô thị mới, khu công nghiệp mới, mạng lưới các cơ sở đào tạo nhất thiết phải có nội dung quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở sinh viên, các khu chức năng dịch vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao theo quy định của pháp luật, hoàn thành trong quý 3 năm 2019. Bố trí nguồn lực hợp lý để đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu trong và ngoài các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là tại các khu vực có đông công nhân và người lao động.
sử dụng nguồn tiền thu được từ quỹ đất 20% trong các dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở thương mại có quy mô dưới 10 hectare theo quy định và do các chủ đầu tư nộp và hỗ trợ từ ngân sách địa phương để đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Tiến hành kiểm tra rà soát các dự án bất động sản đã có quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày chỉ thị này được ban hành, đặc biệt là các dự án bất động sản nhà ở cao cấp để xử lý theo hướng sau. Đối với các dự án không triển khai để đất hoang hóa hoặc triển khai chậm thì kiên quyết thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư. Đối với các dự án bất động sản nhà ở trung cao cấp đang tồn kho hoặc chủ đầu tư có nhu cầu điều chỉnh quy mô căn hộ sang phân khúc bình dân hoặc làm nhà ở xã hội thì cần giải quyết ngay thủ tục cho phép chuyển đổi, hoàn thành trong quý 3 năm 2019. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đang tồn tại đối với các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở phân khúc bình dân giá thấp đang gặp khó khăn trên phạm vi địa bàn. Để cổ phần giảm tải hàng hóa qua cảng số 1, cảng số 3 Chân Mây đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp hoàn thành vào cuối năm nay. Hiện tại, công trình đã thi công hoàn thiện phần kè bờ của bến số 3 dài gần 1.000 mét. Phần cầu bến hoàn thiện 85% khối lượng công việc, bao gồm hạng mục dầm và bảng mặt cầu đang tiến hành thi công. Khu vực đổ vật liệu nạo vét dự kiến trong 2 tháng nữa sẽ hoàn thành. Theo đó, toàn công trình sẽ có 1,2 triệu mét khối bùn đất được đổ lên bờ. Đến thời điểm hiện tại, khu vực sau bến đã trải vải địa chống thẩm tràn ra khu vực xung quanh và tiến hành đổ 400.000 mét khối trong tổng số 800.000 mét khối bùn đất dự kiến đổ tại khu vực này. Theo chủ đầu tư, quá trình xử lý kỹ thuật bến cảng số 3 sẽ có hai phương án đóng cọc cát và hụt thẩm chân không. Hiện công ty đang xem xét và nghiêng về phương án đóng cọc cát. Khu vật chất nạo vét sau khi bơm lên sẽ được hụt khô và đóng cọc cát tạo mặt bằng bên trên. Khi khu vực sau bến đổ hoàn thiện sẽ làm mặt bằng cho phương tiện vào bến vận chuyển hàng. Thưa quý vị và các bạn, Thừa Thiên Huế là địa phương có khoảng 70% dân cư phân bố ở vùng nông thôn với 42% hoạt động trong nông nghiệp. Để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho khu vực này, tỉnh Thừa Thiên Huế đang hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp gia tăng chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp cho thị trường. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Đây là mô hình dưa trồng trong nhà màng theo công nghệ Israel của công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc. Dưa được trồng khép kín, tự động, đồng bộ với môi trường sạch, giá thể sạch, nước tưới sạch, dinh dưỡng được kiểm soát và hệ thống nước tưới hoàn toàn tự động bằng công nghệ tưới nhỏ giọt Israel. Mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà kính tương tự được người dân đầu tư tại phường Thủy Biều, thành phố Huế với quy mô 4.000 bầu trên 2.000 mét vuông. Trang trại nông sản hữu cơ Biofarm của Trường học Nông lâm Huế cho thấy việc xây dựng những mô hình canh tác nông nghiệp cung cấp nông sản sạch, đa dạng chủng loại cây trồng trên diện tích nhỏ, kinh phí ít, dễ chuyển giao kỹ thuật, hoàn toàn thích hợp để người nông dân lựa chọn để thay thế cho các loại cây trồng cần diện tích lớn, hiệu quả kinh tế không cao, tác động tiêu cực đến môi trường. Sản phẩm của chúng tôi thân thiện môi trường nhưng chất lượng thì lại cao hơn gấp đôi so với cái phương pháp thủy canh truyền thống. Khi chúng tôi phát triển cái mô hình này thì đã có một số các hộ dân ở thành phố liên hệ với chúng tôi và họ cũng muốn là áp dụng những cái mô hình này. Việc phát triển nền nông nghiệp đô thị công nghệ cao nên bắt đầu từ thay đổi nhận thức của người dân. Thay vì sử dụng cả phương pháp canh tác thủ công thì có thể liên kết với các trường đại học, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chính quyền để tận dụng công nghệ và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Lựa chọn các sản phẩm nông sản đặc thù, thế mạnh, giá trị cao để sản xuất. Bên cạnh đó, về phía chính quyền sẽ quy hoạch để hình thành các khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở đô thị trung tâm và xây dựng các khu vực canh tác sản phẩm đặc thù của địa phương ở các vùng ven đô. Trong tương lai thì Huế đang xây dựng cái mô hình để làm sao phát triển mô hình nông nghiệp xanh và ứng dụng công nghệ cao. Thì rõ ràng chúng ta cần phải lưu ý đến vấn đề là không chỉ phát triển về kinh tế dựa trên công nghệ cao để phát triển về nông nghiệp mà chúng ta cũng còn phải lưu ý đến vấn đề là cái đô thị nông nghiệp nó sẽ kết nối với đô thị trung tâm là như thế nào, đảm bảo cái đời sống và nâng cao cái hiệu quả kinh tế của người dân đô thị. Thứ nhất là giảm cái lưu lượng, giảm cái dân số tập trung tại khu vực trung tâm, nhưng người dân nông thôn vẫn là gia tăng cái giá trị sản xuất bằng nông nghiệp công nghệ cao. Từ năm 1999, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc đã cung cấp các hỗ trợ tài chính và kỹ thuật về phát triển nông nghiệp bền vững cho Việt Nam, trong đó có Thừa Thiên Huế. Nhiều mô hình sản phẩm tại địa phương đã được xây dựng chuỗi giá trị thành công theo các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP, Organic đối với sản phẩm nông nghiệp, tiêu chuẩn GACP, WHO đối với dược phẩm như cây hương bài, thiên niên kiện, lúa ra dư.
Thực tế cho thấy việc thúc đẩy chuỗi giá trị cho sản phẩm từ bảo tồn bên cạnh phát triển nền nông nghiệp đô thị kỹ thuật cao là một giải pháp góp phần đạt được một số mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững tại Thừa Thiên Huế. Qua quá trình nghiên cứu, quá trình học tập nhiều mô hình, thì cái mô hình nông nghiệp kỹ thuật cao là một trong mô hình cần được khẩn trương và nghiên cứu để được khai ứng dụng trên Thừa Thiên Huế. Mô hình này thì chúng ta hy vọng sẽ có một cái mô hình tốt để áp dụng công nghệ để giảm nâng cao năng suất, giảm chi phí đầu tư, đặc biệt là có những sản phẩm đáp ứng cái nhu cầu về thị trường liên quan đến an toàn thực phẩm. Và chúng tôi sẽ xúc tiến một cái hội nghị phát triển nông nghiệp, trong đó tập trung kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm năng, có công nghệ cùng với Thừa Thiên Huế để phát triển lên dạng có quy mô lớn, tạo nhiều sản phẩm mang tính hàng hóa, đặc biệt là tham gia các chuỗi cung ứng, đảm bảo một liên hoàn quá trình từ sản xuất để tiêu thụ để xây dựng thương hiệu. Có như thế thì chúng ta hy vọng nâng cao đời sống cũng như năng suất trong nông nghiệp và nông thôn. Hàm lượng khoa học kỹ thuật công nghệ cao được ứng dụng vào trong quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản được Ủy ban nhân tỉnh xác định là chìa khóa để tỉnh Thừa Thiên Huế gia tăng giá trị kinh tế cho các sản phẩm từ nông nghiệp. Chính quyền địa phương cũng đã đưa ra những chủ trương chính sách để thúc đẩy và nhân rộng mô hình này cho người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, do biến động của thị trường, giá các mặt hàng hải sản liên tục giảm sâu, sức mua nội địa kém, xuất khẩu giảm mạnh khiến hàng trăm tấn hải sản rơi vào cảnh tồn kho. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp chế biến thủy hải sản mà còn gây khó khăn cho các chủ tàu đánh bắt xa bờ vì phải bán với giá thấp, phản ánh của phóng viên Huyền Ngày Mới. Doanh nghiệp chế biến thủy hải sản Trình Thủy, một trong những doanh nghiệp có quy mô kho trữ đông lớn nhất cảng Thuận An, từ nhiều tháng nay vẫn chưa xuất đi được gần 800 tấn thủy hải sản các loại. Trong đó có hơn 250 tấn cá tồn kho ngay đầu vụ cả năm. Nếu như các năm trước đây, các mặt hàng như cá suông, cá ngừ, cá gai rất được ưa chuộng trên thị trường nội địa, cũng như các thị trường lớn như Malaysia, Trung Quốc, Thái Lan, thì nay không chỉ sức mua nội địa giảm hẳn, mà đường tiểu ngạch cũng gặp nhiều khó khăn do từ phía đối tác yêu cầu nghiêm ngặt hơn về truy xuất nguồn gốc khai thác và chất lượng thủy sản. Đây hiện đang là thực trạng chung của nhiều cơ sở thu mua chế biến thủy hải sản trên địa bàn. Mọi năm mà mình làm á, là họ về họ đấy, có nghĩa là mình mua ở tàu vô tới xưởng mình làm ra là họ tự về họ thu mua lại cho mình đó. Nhưng mà năm nay thì không có, khi mà đã bán không được rồi á, thì cả tôn đồng á, là thì nhất là vốn đó, chứ mà tôn đồng 600-700 tấn cá là cũng 7-8 tỷ bạc rồi nữa. Rồi là phần thì tiền lãi ngân hàng, phần thì tiền điện, nói chung là cũng tốn đủ hết. Cá tôn đồng nhiều không xuất đi được, doanh nghiệp cũng không mặn mà về việc nhập thêm cá. Tuy nhiên, vì mối quan hệ làm ăn lâu dài, hầu hết các chủ đầu phải chấp nhận thu mua hải sản về trữ kho với mức giá ngang hoặc thấp hơn so với giá thị trường. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân doanh nghiệp, mà đối với cả các chủ tàu thì chi phí cho mỗi đợt ra khơi liên tục tăng do giá nhiên liệu, nhân công, trong khi giá hải sản liên tục giảm và phụ thuộc nhiều vào thương lái. Giá thị trường mình làm bố rồi, nhưng mà chủ thì họ tỉnh cứng giá chừng nào thì mình lên cứng chừng đó thôi, chứ còn mình bắt buộc họ cũng không được. Cái đời gió nó chủ cả và chủ nấu ở trong cảng này nó lên thì mình đỡ, mà hạ thì mình đã chịu thôi. Chúng tôi mua vô thì ngoài với cái giá cả thì cũng là đã tạ 9.000, 10.000 rồi, mà vô trong này thì cũng cái giá còn tương đối 10.000 với 10.000 rưỡi thôi. Thành ra cái đầu ra nó yếu, không còn lại đâu, thậm chí có thể lộ nhau nữa. Hiện nay xuất của cá miền Bắc và qua Trung Quốc thì hiện nay đang dừng. Cho nên là xuất vào miền Nam thì cơ bản là trong tháng vừa rồi á, và tháng vừa qua thì xuất vào miền Nam thì cơ bản là số lượng lớn, cần nộp. Riêng về góc độ chính quyền địa phương thì cũng tiếp tục là kiến nghị về các ngành của tỉnh và trung ương quan tâm giúp cho bà con là ổn định giá cả thị trường và ổn định cái nguồn gốc để xuất xứ cái hàng hóa cho bà con, đảm bảo không để tồn đọng ở trên địa bàn. Muốn khai thông đầu ra cho khai thác biển, ngoài việc xây dựng thị trường, tạo mối quan hệ với nhiều đối tác,
các cơ sở thu mua, chủ tàu cần đầu tư về công nghệ chế biến và khai thác để tăng chất lượng sản phẩm, đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy định về nguồn gốc theo quyết định 42 vừa được ban hành đầu tháng 7. Bên cạnh đó, các ngành chức năng cũng cần thể hiện rõ hơn vai trò của mình trong việc kết nối giữa các doanh nghiệp, có các chính sách hỗ trợ bình ổn giá. Tiếp nối chương trình là những tin tức hoạt động khác. Trường Đại học Y Dược Huế và Trường Đại học Quốc gia Trần Bốc Hàn Quốc tổ chức tổng kết chương trình hợp tác trong lĩnh vực phẫu thuật dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt năm 2019. Theo hợp tác của hai trường, từ năm 2016 đến nay đã tổ chức các đợt phẫu thuật từ thiện cho các em bị sứt môi, hở hàm ếch trên địa bàn khu vực miền Trung Tây Nguyên và một số tỉnh thành phố khác trong cả nước. Trung bình mỗi năm, đoàn phẫu thuật cho khoảng 30 trường hợp được thực hiện tại Bệnh viện Trường Học Y Dược Huế do bác sĩ Việt Nam và các bác sĩ Hàn Quốc cùng tiến hành phẫu thuật. Đến năm 2016, hai trường mở rộng quan hệ hợp tác với việc tiến hành dự án đào tạo chuyên gia về âm ngữ trị liệu và thính học tại Trường Học Y Dược Huế và hỗ trợ Bệnh viện Trường Học Y Dược Huế thành lập Trung tâm Âm ngữ trị liệu. Trung tâm này góp phần không nhỏ vào việc chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch. Dịp này, tổ chức International Rotary Club thông qua sự giới thiệu của giáo sư Shin Hyo Ken, trưởng đoàn Đại học Quốc gia Trung Quốc, đã trao tặng hai ghế máy răng hiện đại trị giá 520 triệu đồng cho khoa răng hàm mặt Bệnh viện Trường Học Y Dược Huế. Ngoài ra, tổ chức này còn hỗ trợ một phần kinh phí cho bệnh nhân nghèo và ở xa trong đợt phẫu thuật năm nay. Chương trình phẫu thuật thường niên này sẽ tiếp tục được duy trì trong những năm tới để thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp của hai trường Đại học Y Dược Huế và Chôn Búc, Hàn Quốc. Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn ngành y tế phối hợp với Sở Y tế tổ chức hội thi tuyên truyền các bộ ngành y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tham dự hội thi có 19 đơn vị công đoàn cơ sở với hai phần thi gồm thi tiểu phẩm và thi ứng xử. Nhiều tiết mục được các đơn vị tham gia đầu tư công phu với nội dung và cách thể hiện hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của người xem. Qua đây, hội thi không chỉ củng cố, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng giao tiếp của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành y tế, mà còn góp phần nhận thức về đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp ứng xử của cán bộ y tế tại các đơn vị trong ngành. Hội thi cũng là dịp tạo điều kiện để cán bộ công chức, viên chức và người lao động, đoàn viên công đoàn giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau về tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, cán bộ, viên chức ngành y tế trong việc xây dựng cơ sở y tế thân thiện, khơi dậy lương tâm, nhận thức, ý thức tự giác cũng như đề cao tinh thần đồng chí đồng nghiệp và sự tôn vinh của xã hội đối với người thầy thuốc. Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện Phong Điền tổ chức hội thi Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế chung tay xây dựng nông thôn mới năm 2019. Hội thi có sự tham gia tranh tài của 100 thí sinh là đoàn viên thanh niên đến từ các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các thí sinh cùng trả lời nhanh 20 câu hỏi và được mô phỏng theo hình thức rung chuông vàng. Các câu hỏi xoay quanh các kiến thức về xây dựng nông thôn mới, các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của đoàn về xây dựng nông thôn mới, vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong không khí sôi nổi của hội thi, các thí sinh đã thể hiện vốn hiểu biết, khả năng tư duy và trí tuệ của mình, từng bước vượt qua các câu hỏi khó của ban tổ chức để tìm ra thí sinh xuất sắc nhất của hội thi. Kết quả thí sinh Trần Thị Văn Giảng, xã Đoàn Điền Hương đạt giải nhất. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao 6 giải phụ cho các thí sinh xuất sắc. Hôm qua, hơn 300 đoàn viên thanh niên Hương Thủy ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tại xã miền núi Phú Sơn. Đây là hoạt động chung sức với một số địa phương hoàn thành các chỉ tiêu trong tiến trình xây dựng nông thôn mới. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 7, những thanh niên khoác áo xanh tiến hành tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật làm đệm lót sinh học chăn nuôi gà gia trại cho đoàn viên 12 xã phường, sửa sang quét dọn nhà cửa, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách xã Phú Sơn, thi công công trình thắp sáng đường quê, thi công cải tạo tuyến đường đất, đào mương thoát nước. Tại buổi ra quân, Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Tâm Bửu trao tặng 30 quạt máy cho các gia đình khó khăn neo đơn xã Phú Sơn. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được thị đoàn Hương Thủy tổ chức thường xuyên hàng năm và thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, để lại ấn tượng tốt đẹp trong mỗi người dân địa phương. Huyện đoàn Phong Điền phối hợp với đoàn cơ sở bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình bà Hoàng Thị Khuyến ở thôn Bắc Triều Vịnh, xã Phong Hiệp. Gia đình bà Hoàng Thị Khuyến là gia đình có công với cách mạng, hiện bà đang thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Huyền và hai liệt sĩ. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ngôi nhà cấp 4 đang ở xuống cấp nghiêm trọng. Nhằm chia sẻ khó khăn và tỏ lòng tri ân với gia đình, đoàn cơ sở bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã trao tặng 50 triệu đồng để giúp gia đình xây dựng ngôi nhà kiên cố khang trang. Ngôi nhà mới được xây dựng có diện tích dự kiến khoảng 70 m², tổng kinh phí khoảng 150 triệu đồng.
Trong đó, đoàn viên thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 trao tặng 50 triệu đồng. Số tiền còn lại do anh em trong gia đình giúp đỡ. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên xã Phong Hiền cũng tham gia đóng góp ngày công lao động. Tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao thành phố Huế đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá trang cấp Emmanuel năm 2019 do câu lạc bộ bóng đá Học đường Huế tổ chức. Đây là năm đầu tiên câu lạc bộ bóng đá Học đường Huế tổ chức giải tranh cúp Emmanuel. Tham gia giải có 30 đội bóng với khoảng 300 cầu thủ là các em học sinh yêu thích môn thể thao bóng đá tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Giải gồm 3 nội dung thi đấu gồm lứa tuổi U9, lứa tuổi U12 và lứa tuổi U15. Mỗi nội dung gồm 10 đội thi đấu. Sau lễ khai mạc, các đội tiến hành thi đấu các trận vòng bảng. Ngày 21 tháng 7 bắt đầu vào vòng đấu loại trực tiếp. Các trận đấu diễn ra hết sức hấp dẫn với những pha bóng đẹp mắt, thu hút đông đảo sự cổ vũ của khán giả và phụ huynh. Đây là giải đấu nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh rèn luyện sức khỏe để học tập tốt và giao lưu học hỏi giữa các đội bóng Học đường trong mùa hè ý nghĩa. Ngoài phần thưởng và cúp, trong giải đấu lần này, món quà đặc biệt mà các tuyển thủ Ngọc Hải, Công Phượng, Quang Hải cũng sẽ dành tặng cho các học viên xuất sắc tại Emmanuel Cup 2019. Theo đó, ba chiếc áo đấu có chữ ký của các tuyển thủ sẽ được trao cho ba cầu thủ xuất sắc ở độ tuổi U9, U12 và U15 tại Emmanuel Cup 2019. Còn bây giờ, như thường lệ, kết thúc chương trình Huế ngày mới sáng nay là những thông tin về thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Do chiều ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 đến 25 độ vĩ bắc với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên đêm nay và ngày mai ở Thừa Thiên Huế duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến từ 37 đến 38 độ. Chiều và tối mai có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70 đến 76%. Trên vùng biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4 cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Dự báo cháy rừng hiện nay ở vùng đồng bằng Nam Đông và A Lưới cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Do nắng nóng kéo dài, độ ẩm rất thấp và không có mưa nên đề nghị các chủ rừng, các hộ dân sống gần rừng có biện pháp phòng chống cháy rừng.